Những bệnh nhân này vừa trải qua vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc khiến 2 người chết và 12 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 phút đêm 6 tháng 5 năm 2018, xe container do tài xế Nguyễn Công Định 30 tuổi ở tỉnh Nam Định điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận thuộc thôn Đồng Phú, xe này bị xe khách dừng nằm do ông Trần Văn Hành, 45 tuổi, ở thành phố Huế điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau, đâm trúng đuôi xe. Cú đâm mạnh khiến tài xế xe khách dường nằm Trần Văn Hành và hành khách Trần Thị Miết, 56 tuổi, chết tại chỗ. 12 hành khách bị thương được người dân đưa vào Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Trong đó có 4 nạn nhân người nước ngoài. Theo thông tin từ bệnh viện, các bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương, gãy xương cẳng chân. Sáng 7 tháng 5 năm 2018, lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.